vòng chung kết U23 châu Á Qatar 2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Chờ đợi và những kỳ vọng, ngày hôm nay thì U23 Việt Nam cùng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức bước vào chiến dịch U23 châu Á 2024. Và những chiến binh sao vàng cần chúng ta ở bên họ để có thể tiếp thêm sức mạnh, có được 3 điểm và cùng cạnh tranh với U23 Uzbekistan. Và đây là đội hình ra quân bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Đứng trong thành là thủ môn Quang Văn Chuẩn. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-3. Ba hậu vệ đó là Ngọc Thắng, Duy Cương và Lê Nguyên Hoàng. Và bên cạnh đó là một người cộng sự. Và chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của U23 QS trong trận đấu ngày hôm nay. Sự chú ý sẽ được đổ dồn về vị trí của Salman Al Awadhi. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Kuwait đã bắt đầu. Các cầu thủ U23 Việt Nam với trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái mà nhỏ quý vị và các bạn. Đã vượt qua được vòng đấu bảng thì cũng là một cơ hội để cho đội tuyển U23 Việt Nam tích lũy thêm được những kinh nghiệm. Sút bóng khá nguy hiểm. Đó là cú ra bên phía đội tuyển U23 Kuwait phát biểu trong buổi họp báo trước khi trận đấu này diễn ra. Cũng giống như đội tuyển U23 Việt Nam, ông đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng với các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Những phương án tấn công đơn giản. Abdulrahman Karam. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Và xâm nhập của cầu thủ áo xanh. Nguyên Hoàng đã bọc lót cho đồng đội và dành cho U23 QS. Khá nguy hiểm. Rất may là các cầu thủ áo trắng đã kịp thời bọc lót cho nhau. Văn Trường. Vẫn tiếp tục là Văn Trường. Đường chuyền dành cho Nguyên Hoàng. Cơ hội lên bóng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là Võ Nguyên Hoàng. Tranh chấp khá tốt, cánh trái đang khá trống trải. Văn Tùng, vẫn là Văn Tùng. Rất đáng tiếc. Tính thông tin không được đảm bảo giữa Văn Tùng và Khuất Văn Khang trong pha bóng này. Cả hai đều đã vung chân. Một tình huống dẫm vị trí rất đáng tiếc giữa Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Tùng. Chí trung vệ lệch phải. Khá tốt, Văn Tùng. Sút bóng. Cuối cùng thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có được một nỗ lực dứt điểm. Thái Sơn đã hỗ trợ cho Khuất Văn Khang. Lần này đến lượt Khuất Văn Khang bị đau. Có cảm tưởng như những pha phối hợp với nhau và những đường chuyền và cách giữ bóng của các thủ U23 Kuwait nó nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam. Tư thế tự nhiên của số 7 bên phía đội tuyển U23 QS. Tấm thẻ đỏ đã được rút ra. Đội tuyển U23 QS sẽ chỉ còn lại 10 người trên sân. Cần phải cải thiện hơn. Pha phối hợp khá nhịp nhàng. Bấm bóng tốt, cơ hội dành cho Khuất Văn Khang. Rất cố gắng, không được. Dạng thi đấu đang là vấn đề với đội tuyển U23 Việt Nam. Pha bóng này của Khuất Văn Khang đã chỉ ra được điều đó. Cần điềm tĩnh hơn một chút với pha đỡ bước một của mình. Nếu êm xuôi hơn thì cơ hội sẽ trở nên rõ rệt hơn. Vẫn là cầu thủ áo xanh. Bóng được truyền cho Moat. Sút bóng. Phương án phối hợp và dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Pha hạ bóng và sau đó là dứt điểm bóng lòng trong chân phải. Văn Trường. Khá tốt. Cơ hội thoát xuống của Văn Tùng. Văn Tùng. Vào. 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Pha dứt điểm cực kỳ tinh tế của Văn Tùng. Nó giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam phá vỡ được thế cân bằng. Đây là điều mà chúng ta đã mòn mỏi chờ đợi. Phải đến phút 45+2 thì đội tuyển U23 Việt Nam mới vượt lên trong một tình huống tấn công đáng chú ý và có được sự hiệu quả đầu tiên được ghi nhận kể từ đầu trận. Đường chuyền rất hay của Văn Trường. Ở phía trên thì Văn Tùng đã di chuyển thông minh, phá được bẫy Việt Vị. Anh có một tình huống chạy chéo để có thể đón bóng. Và sau đó là một tình huống trích mũi giày đưa bóng qua phần hông của thủ thành bên phía đội tuyển U23 QS. 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam.
rất đáng tiếc. Quá đáng tiếc anh Hoàng Hải ạ. Không hiểu sao trong tình huống vừa rồi Hoàng Ngọc Thắng lại kéo người như vậy. Một chiếc thẻ vàng rất nhanh được rút ra dành cho Ngọc Thắng. Vấn đề sẽ chỉ nằm ở pha bóng mà Ngọc Thắng có tác động. Xóa thẻ vàng đồng nghĩa với thẻ đỏ. Sau một cú hích rất lớn là một gáo nước lạnh. Sàn màn. Tỷ số là 1-0 cho U23 QS. Những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên thực sự khiến cho chúng ta phải đảo chiều cảm xúc. Chúng ta phải nhận bàn thua và bây giờ cũng chỉ còn lại 10 người giống như đội tuyển U23 QS. Sàn màn đã đánh lừa được thủ thành Quan Văn Chuẩn. Tỷ số là 1-1. Chưa phải là một tỷ số bất lợi với đội tuyển U23 Việt Nam. Ta có thể gây áp lực lớn đối với hệ thống phòng thủ của U23 QS. Sai lầm, đây là Bùi Vĩ Hào. Tỷ số là 2-1 dành cho U23 Việt Nam. Sai lầm của thủ môn bên phía đối thủ và Bùi Vĩ Hào đã chấp thời cơ một cách nhanh chóng. Thôi thì thế nào cũng được, miễn là có quả. Ít nhất thì sự thay đổi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với cái duyên của mình đã giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam vượt lên. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là những áp lực khi mà Vĩ Hào đã chớp được cơ hội đến từ đội trưởng của đội tuyển U23 QS. Nó sẽ giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có thể trở nên cảm thấy dễ thở hơn. Vĩ Hào đã rất chủ động lao tới và tạo ra áp lực để vượt qua được trung vệ. Không phải, đó là hậu vệ cánh trái bên phía đội tuyển U23 QS, Mohsen Garip. Phối hợp tốt. Văn Trường, cơ hội cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vẫn là Văn Trường quyết định đi bóng. Có sự tiếp ứng của Thái Sơn, được chuyển hợp lý, cơ hội. Minh Quang không vào. Sút bóng. Trọng tài Anmari đã ra dấu để các cầu thủ áo trắng lùi xa ra khỏi ông. Phải chăng là Thái Sơn đã việt vị sau nỗ lực của Văn Trường? Còn đáng tiếc nhất là Minh Quang thiếu đi sự quyết đoán. Võ Hoàng Minh Khoa đã tiếp ứng ở phía sau. Xử lý rất tốt. Cú roulette ấn tượng của Văn Trường, người đang chơi tốt nhất bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Cơ hội. Và mở bóng xuống dành cho cầu thủ bên phía đội tuyển U23 QS. Nguy hiểm. Và phá bóng tốt của Nguyên Hoàng. Đó là điều mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ưa thích. Bùi Vĩ Hào. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ áo trắng. Võ Hoàng Minh Khoa. Cú đá khá tốt. Có khoảng trống trước mặt, tung ra tình huống dứt điểm từ xa cũng khá hợp lý. Nếu như có một đường truyền cho Thái Sơn là cũng ổn thôi. Khi mà Thái rất khỏe, có áp lực trong pha bóng này. Võ Hoàng Minh Khoa đã hỗ trợ cho các đồng đội. Minh Quang trả bóng cho Thái Sơn và tỉa bóng tốt. Bùi Vĩ Hào, vẫn là Vĩ Hào dứt điểm. Vâng, cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và người hùng đã lộ diện trong hiệp thi đấu thứ hai. Anh mang tên Bùi Vĩ Hào. Trong một thời điểm rất khó khăn thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có được điều mà họ mong muốn. Chính Thái Sơn là người đã chuyền bóng rất hay dành cho Bùi Vĩ Hào. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.